xin giới thiệu Lai Show Trấn Thành 2014, quanh tác hấp dẫn vui nhộn kích thích được sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, nghệ sĩ Cát Phương, nghệ sĩ Thiên Hà, rap lại ra tứ đại mỹ nhân và sự có mặt của nghệ sĩ Chí Tài, Tân Bèo, Minh Nhĩ, Nhất Cường, Diệp Anh, Hữu Nghĩa, Trung Dân, Tiểu Bảo Quốc, tất cả rap lại ra Thiên Long Bàn Bộ. Chưa hết đâu ngang, còn về phe nữ có Phương Dung, Phi Phụng, Thu Trang, Tiêu Linh, rap lần tái ra Tứ Long Công Chúa, thiếu một bà mới ra Ngũ Lâm. Còn các bạn trẻ bao gồm Trường Giang, Anh Đức, Kiều Tấn, Tiến Lực và La Thành, năm người này rap lại ra Ngũ Quái Sài Gòn phá banh Clasho. Nghệ sĩ ca nhạc gồm Hồ Ngọc Hà và Trấn Thành cặp đôi hoàn chỉnh, Trấn Thành Minh Hằng cặp đôi hoàn mỹ, Phương Mỹ Chi Trấn Thành cặp đôi hoàn cảnh, bộ ba Bến Bạch Đằng Trấn Thành Lý Hải và Hoàng Châu xin giới thiệu bộ ngũ siêu đẳng 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 đẳng. Đặc biệt còn có sự góp mặt của các dancer thử thách cùng bước nhảy mùa 1 và mùa 2, hoành tráng vui nhộn kịch tính lôi cuốn với những tác phẩm được công diễn lần đầu tiên. Lại Xô Trấn Thành diễn dở nhưng mà như thiệt vào ngày 3/1/2014 tại sân khấu Trống Rồng, địa chỉ là 12B Cách Mạng Tháng 8, quận Nhất, và ngày 12/1/2014 tại nhà hát Quân Đội, địa chỉ là 14D Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình. Đặt vé ngay tại chỗ, đừng bỏ lỡ nhặt.